Xin chào các bạn, chúng tôi giới thiệu đến các bạn và hướng dẫn các bạn sử dụng máy rửa bát Panasonic NP-TCR1 cho gia đình có từ khoảng độ 2-3 người. Thì đây là máy rửa bát nội địa Nhật cá nhân, chỉ có thể rửa được khoảng độ tầm cho 2-3 người ăn. Chúng này sẽ xếp được 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái bát con. Đấy, một cái bát to, vài cái đĩa, đũa. Đấy, chỉ gia đình nào mà có hai vợ chồng với một con nhỏ thì rất là thích hợp. Giá máy rất là rẻ, hoạt động bền bỉ, tuổi đời có thể lên được 15 đến 20 năm. Máy thì có các chế độ rửa rất đơn giản. Đây là bật máy này, tắt máy này. Đây chọn chế độ, đó, chọn chế độ thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây, chế độ tiêu chuẩn, chế độ rửa này, chế độ chỉ sấy này. Sau khi chọn được chế độ, ta cho nhấn vào đây để khởi động máy. Các bạn chỉ cần lưu ý đây là bật máy này. Đó. Bật máy chọn chế độ rửa ở đây thì chỉ có hai chế độ, một là chế độ rửa, hai là chế độ sấy. Sau khi chọn chế độ xong thì các bạn ấn khởi động là ok. Máy rửa bát nội địa Nhật Panasonic TCR1 đó thì được chúng tôi kiểm tra vệ sinh rất là kỹ, Việt hóa trước khi đưa đến tay người tiêu dùng. Nó xếp được 6 cái bát con, khoảng độ 2-3 cái đĩa nhỏ, 1-2-3 cái đĩa to, hoặc úp một cái bát to ở phía trong, được 4-5 đôi đũa. Gia đình nào có hai vợ chồng và một con nhỏ là rất là thích hợp ấy. Bạn nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ trang web hangnhattip.com, số điện thoại 0983 137 016.